Chào tất cả các bác nha. Hôm nay lại giới thiệu đến tất cả các bác. Đó là một chiếc nồi Toshiba cao tần áp suất hút chân không, chiếc nồi là nồi 1 lít nhé. Một con nồi siêu đẹp. Đó. Con này nó rất là đẹp luôn nhé. Chiếc nồi 1 lít đó, nó có mã là giò xê gạch ngang 10VSE4 sản xuất 2016. Thì chính thức là con nồi này em đã bán cho một bác ở Lạng Sơn nhé. Bác ở Lạng Sơn, vì rất nhiều lần bác ấy đã không, không mua được nồi tô đấy. Thì hôm nay là cuối năm rồi, thì là con nồi này thì em cũng để lại mà để chơi thôi đấy. Nhưng mà thôi, bán kỷ niệm cho bác ấy, con nồi rất là đẹp, tuyệt vời luôn đấy ạ. Ở đây chính xác nó là hàng thửa nhé, hàng thửa đây đó. À, tại vì nhiều bác sẽ hỏi tại sao nếu mà thích chơi lồi sao không chơi lồi đời cao. Bởi vì thực tế là bắt đầu sang đến đời 2017 thì Toshiba sẽ không còn cơm cháy 70 phút nữa. Không còn cơm cháy 70 phút nữa nhé. Đem ghim điện rồi. Chỉ từ đời 16 hất về là còn cơm cháy 70 phút nhé. Đấy, lý do tại sao mà em lại thích để con đời 2016 nó là vậy. Mặt của nó rất là đẹp. Đó. Bơm hút siêu êm. Chiếc nồi màu đỏ này. Đó, các bạn thấy chưa? Bên trong là những cái bông hoa. Đấy, những bông hoa. Bông hoa sáu cánh nhá. Lồi xuất sắc. À, nếu mà bác nào mà thích ăn cơm cháy đấy thì Toshiba nó cũng là một cái lựa chọn tốt, hoặc là Tiger. Nhưng nếu mà để nói các bác mà dùng gọi là liên tục chuyên chỉ nấu cơm cháy ăn thì thực sự như vậy thì cái son này nó sẽ không được đảm bảo, nó sẽ nhanh nhanh ấy nhé, đó nó sẽ nhanh bị phá son hơn. Nên là cơm cháy thì các bác thỉnh thoảng các bác ăn thì ok. Như bản thân em vậy thôi thì cũng thỉnh thoảng ăn cơm cháy. Đó, thỉnh thoảng mình cái bữa một chút mình ăn cơm cháy. Còn nếu các bác mà cơ lấu thông là cơm cháy thì nhanh hỏng xoong. Tại sao cái dòng Tiger, Tiger áp suất 2B thì nó cũng lại chuyên về cơm cháy? Thì cái lớp xoong của nó được mạ sần dày lên 9 lớp đến 11 lớp. Đấy, tăng độ dày lên. Một điều nữa là cái dòng Tiger áp suất 2B ấy thì cái quai sách này nó không còn làm nữa. Đó, nó là dòng cắp lách. Một nồi tô rất là đẹp nhé. Hàng tuyển chọn mà. Đấy, nó đẹp một cách gọi là từng chi tiết một luôn đấy ạ. Chụp ảnh nên nhiều bác sẽ nhìn đây là bóng ánh sáng, bóng ánh sáng này. Lan can cầu thang này. Đó. Mặt không hề một vết chảy xước nào. Thì nói chung là những cái nồi nồi hàng bãi Nhật ấy thì nó về cũng rất là nhiều, nhưng mà để được có được những chiếc ưng ý như vậy ấy, thì nó không hề dễ các bạn. Đó, để có được những chiếc nồi mà đẹp như vậy thì không hề dễ một chút nào nhé. Cái này thì em cũng đã nấu cơm mấy lần rồi. Đó, em nấu cơm mấy lần ăn sau đó lại để gọn một chỗ mà. Rất là đẹp. Từ cái dòng phụ này. Dòng phụ. Tuyệt vời. Rồi qua Tết ra riêng thì sẽ có những cái đợt hàng về mà nó có những chiếc mà nó đẹp như vậy thì em tiếp tục em sẽ lại tuyển đấy, để lên sóng cho các bác nhé. Cho các bác có sự nhiều sự lựa chọn hơn. Còn thực tế thì hiện tại bây giờ một cái live cuối của cái ngày 11 ấy thì em đã bán hết hàng dòng tô rồi nhé. Đó. Và chỉ có một cái này là thỉnh thoảng sử dụng. Và hôm nay thì quyết định để lại cho bác ấy. Đó. Em quay video này thì để chia sẻ mọi người để chiêm ngưỡng cái con nồi đẹp như vậy. Đó.
Nhiều bác sẽ thắc mắc ở con nồi này thì em sẽ bán bao nhiêu, thì chính xác con nồi này thì em đang bán 3 triệu nhé, 3 triệu đó. Với cái độ đẹp như này thì cái giá như vậy nó cũng rất là xứng đáng, không chảy xước, không cấn móp một vết nào luôn đấy ạ. Rồi ok, xin chào và cảm ơn tất cả các bác. Hẹn các bác qua lăm thì em sẽ tiếp tục tuyển nồi chọn đẹp xuất sắc như như thế này nhé. Đó, đẹp hơn nữa thì chắc hơi khó. Em nghĩ là được như thế này thì nó cũng phải tầm 98% rồi. Đó, xin chào và cảm ơn tất cả các bác ạ.